Ná ná mọi người, mình là Nga. Và đây là channel của mình. Ná ná mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt ở Sài Gòn. Và bởi vì hôm nay là có đợt mình vào đây đi ăn cưới, xong rồi mình có rảnh vào ngày Chủ nhật, nên là mình đã quyết định là ngày hôm nay thì mình sẽ đi học, mà là đi học make up. Ok, mình sẽ vừa skincare vừa quay nhé. Bởi vì là mặc dù là mình đã biết make up sương sương rồi, nhưng mà kiểu mỗi khi mà mình tự make up ấy, lúc mà chụp lên hình ấy, thì nó vẫn sẽ kiểu nó rất là, thế nào ta, nhìn phát là biết ngay là tự make up. Kiểu nó rất là nhạt, và nó thậm chí là kiểu những cái khối, những cái má, xong rồi những cái mắt ấy nó không hiện lên ấy. Nghĩa là kiểu nó rất là mờ nhạt, nó không rõ cái đường nét nào cả. Xong rồi khi mà nhìn ở mắt thường, nhìn ở gương thì ok, nhưng mà lên máy ảnh hoặc là quay video lên thì trông nó rất là sai. Thế xong rồi còn cái kiểu mà make up lên là biết là má một đường và khối một đường, nhìn lên trên máy ảnh rõ cực. Thế là mình kiểu mình nhiều lúc mình vẫn không muốn là có những cái sự kiện mà mình tự make up đi đấy. Nhưng là sau nhiều lần đắn đo thì mình cũng quyết định rằng là thôi, hôm nay có lịch rảnh thì thôi, thành phố mình sẽ đi học make up. Thực ra là ở Hà Nội thì mình có make up anh Kim, mọi người cũng thấy ở trên kênh của mình một vài lần rồi. Còn ở trong này thì mình có make up một bạn, là bạn Điệp, là học trò của anh Kim luôn, là bạn vào trong này bạn làm. Hôm nay là chắc là mình sẽ qua cửa hàng của bạn ấy, mình sẽ qua cửa hàng của Điệp để nhờ Điệp chỉ cho mình cách make up. Và lần này vào Sài Gòn thì mình cũng đã mang rất là đủ đồ rồi, gần như là đủ hết tất cả những món đồ make up của mình đi theo, nên là nghĩ rằng là ngày hôm nay thì sẽ có một cái vlog make up, vlog make up theo các bước. Và ngày hôm nay thì sẽ có một cái vlog học make up, và mình nghĩ rằng là mọi người cũng có thể tham khảo xem là mình có đang thực hiện những kiểu kỹ thuật như vậy không. Bởi vì mình nghĩ là những bạn make up chuyên nghiệp và những bạn đi làm nghề, đặc biệt là ở trong Sài Gòn, thì các bạn sẽ có những cái kỹ thuật cũng như là những cái mẹo để có thể cho ra một cái lớp make up đẹp nhất. Hôm nay thì mình sẽ chỉ học một layout, mà kiểu một layout màu trung tính thôi nhá, một layout màu trung tính mà mình có thể dùng nhiều nhất. Còn những cái layout mà riêng biệt, những cái layout đặc biệt theo từng cái bộ trang phục ấy, thì mình sẽ không nói đến ngày hôm nay. Ok, let's go. Tao kiểu mở lớp vào đây cũng được ý. Tin hèn. Mẹ ơi, con mới đang hay làm cái này nữa. Ôi thích thế. Hello mọi người, mình đang ở đây là studio make up của Điệp. Bởi vì cái cây này nó có một cái cây nhỏ ở đây, mình quên mất nên là mình phải mở Điệp cái tao đục này. Nhưng mà được nha. Đây, giới thiệu mọi người, đây là Điệp. Mình hay make up Điệp ở trong Sài Gòn. Ok, và hôm nay là bê đồ ra. Bê đồ ra. Rồi, xong đi Sài Gòn mà mang nhiều đồ thế. Thì là đi như là về mang ấy à? Không, mình bình thường sẽ mang ít hơn. Da dài, mang hết cả da dài nhiều. Ừ, mang hết cả da dài đi. Hỏi xem là dùng cái nào dùng được, nên dùng cái nào. Nhiều quá để gì để đẹp xuống cái gì đó. Quá là nhiều đồ thế. Đây là cái lung tung, cái nhỏ nhỏ, gương nền. Chị vừa chích thì dùng cái này, nhưng mà cái tông nó không đúng. Mấy cái này nó tối hôm sao mà dùng được, em không, chị phải sáng nữa mà còn. Ừ, mới đây chị mua cái này, nhưng mà nó vẫn là kiểu nó nuốt thôi. Ừ, chứ rồi. Nó không có kiểu sáng tự bừng được. Bừng cái này thì hay là nhiều khi cái này chị muốn, chị mà muốn sáng thì là bình thường em make up chỉ là đậm đúng không? Là em dùng cái này là nó chỉ sáng rồi là vừa phải là còn được này. Chứ còn nhiều khi chị make up nhẹ nhẹ thì da nó hơi sáng sáng một tí thì nó mới sáng hơn thì luôn. Ừ đúng rồi. Này sáng hơn không? Một W một với một lần một nào sáng hơn? Cái này tông hồng hay tông vàng? À. Chị hỏi lúc mà chị đi mua thì có thế đấy. Xong rồi còn gì nhỉ? Xong rồi đến khắp sư, con sư rồi cái này. Đây, nó hơi cũ quá, chắc không phải mua cái này. Mà đấy không? Nhưng mà cái này có em cảm giác cái hình hay hơi mỏng không?
chị thích cái này vì là kiểu makeup hàng ngày thì được gì đúng rồi. Còn mấy cái mỏng này mới kể makeup hàng ngày thôi, còn makeup mà kiểu phải chặt chặt tí cho khối chặt chặt tí nó vừa làm vùng sáng luôn thì mấy này mới được, mấy sẽ bị mỏng makeup hàng ngày thôi. Khối như thế vẫn được mà chặt chặt cơ thì phải mấy đứa mới lên này. Phủ thì đây cái này. Có gì thế nhỉ, nhiều đồ quá. Phân mắt đây, cái này chưa dùng bao giờ ấy. Bởi vì cái tông này không biết dùng. Cái này khó dùng lắm. Đúng rồi, tặng lắm. Mấy cái bảng má này khó dùng. Không biết dùng vì nó có nút. Đúng rồi. Dùng nhiều nhất chắc là với cái tông nút này này. Cái màu này mặc có tính đồ tốt không? Cũng không đúng không? Được. Cũng ok, có cái này, đây có cái này. Đây này, có cái này mới này. Nhưng mà cái này mới không giữ màu không tốt của Trung Quốc. Chẳng hạn mua 3C đi còn hơn, đúng không? 3C là cái bản mấy cái nhỏ đó nè, thì nhiều bản xinh lắm. Nhỏ xinh. Đây, chỉ có 3C của mắt. Thì đánh hàng ngày thì cũng chỉ một lúc này thôi đấy. Chỉ cần, nhiều khi chỉ cần một cái bảng này thôi là được ấy. Cái bảng má này chẳng đến đâu đúng không? Ít dùng lắm. Có nhũ với là cái màu hồng ấy hơi khó dùng. Cái bảng này khó dùng. Đấy, chưa được. Cái này thì chắc là dùng được. Nhưng mà nó hơi trắng nha. À, đánh body ok đấy, hẳn to. Đánh body ok, cái này đánh mặt. Ừ, đúng rồi, cái này. Mascara thì bình thường, ở đây các thứ đấy nha. Sau kẻ mắt thì chị chỉ dùng kẻ bằng phấn thôi. Nhưng mà trước khi chị mẹ bằng phấn nha, thì chị bị tí gel bỏ đi thì nó giữ lâu hơn đấy. Chị có thấy chị trôi không? Không phấn, chị lại trộn với chị lại không trôi. Không trôi thì chị trôi thì ok. Không trôi với cả chị bị dùng make up toàn kiểu 1-2 tiếng thôi. Chỉ cái đấy chị có đi ngủ thì nó mới dễ trôi. Còn cái gel này, còn cái này thì nó không ấy. Chị vẫn có một cái của cái make để kể lòng trong. Lòng trong, ok. Chị cũng gọi đeo cái này đấy, nhưng ai không dùng thì cất bớt nhà đi, mang hay làm gì. Thì mang đi để biết cái nào không dùng thì còn bỏ luôn. Ví dụ như cái line này này, line này mình lì thôi, mệt quá này. Mệt quá. Đấy, cái điều xem cho chị cái nào. Chị thấy bởi vì cái line chị đang dùng nhiều nhất ấy. Cái này cố quá, cái siêu xuân. Không biết cái này trắng cực. Trắng lắm luôn ấy. Trắng lắm mà ra chị mới tẩy thì trắng lắm luôn ấy. Ngan đấy. Nên là cái này chị cũng dùng để kiểu highlight sau ấy. Nhưng mà chị hay đánh nền. Nói chung đánh nền thì bao giờ nền nó đẹp hơn đấy, kiểu thử nó không giữ không bền màu tốt đâu, xong mà chị còn hay dùng kem chống nắng nữa. Trong nhà có quả bưởi, kem bóc bưởi ăn gì cả, chị ăn. Thôi không ăn đâu. Rồi ta đây có mút thì mới học móp được là mút này, cái mút. Có đem lên cho một cái mút của em thích lắm. Nhưng mà mút này nó bị thay không? Thì thấy cái mút mà nó bị tơi tơi quá này. Thấy bác này là chị thấy nhìn mà nó hút hết vào bên trong rồi này. Nó không bị đâu, kể cả chị tắm cũng nhìn nó tơi này. Nó lô cái này sao mà mình đâu. Nhưng mà cái này thích lắm, cái này kiểu mềm nhưng mà cái của chị thì nó không được thế nào, nó không được nở lắm. Còn cái gốc của cái chị nở lắm. Ở đây có rất là nhiều đồ. Đây là gần như tất cả. Bên này là của Điệp. Cái này là tất cả gần như là của mình mang từ Sài Gòn vào. Nè, tặng cho chị một cái mới. Mềm không? Đấy, không mềm thì gì? Chưa. Cái này trông có mịn. Đúng rồi, nó mịn nữa. Kể cả chị tan thì nó cũng mịn rồi này. Thế lỗ này sao mà chị tan nó mịn được. Cái này thì nó này. Chỉ có một mặt này này. À, dùng mặt này mịn. Nhưng mà không thì dùng nhầm mặt nhỉ? Ừ, đúng rồi, dùng nhầm mặt. Nhưng mà cũng không ừ nhờ là mới thấy đúng đây, cái này lúc nào phải làm làm ẩm đúng rồi làm ẩm xong rồi lau khô vắt nha. Chị phải cái chị phải nó ẩm mức độ mà chị phải nhúng vào nước ấy, không vừa nhúng vào nước xong rồi vừa nắm này cho nước nó chảy hẳn vào bên trong, nó nở bung ra thấy không này không, cái mới của nó bé một tí này bây giờ nó bung nó có đủ này không. Nhưng mà sau xong rồi vẫn phải khô đúng rồi, vắt phải vắt siêu khô ấy, dùng nhiều giấy vào này thì tiết kiệm giấy, lấy nhiều giấy lên vắt không vắt mình này, nắm khô thật khô luôn chứ không để ví dụ bên trong vẫn còn có nước mà không là nó chảy nước ra bôi vào nền nó trượt hết. Bình thường là chị sáng dậy đi làm cũng vội nên là giặt hôm trước xong rồi nhưng để qua đêm xong rồi khô, nó bị khô quá rồi nên cứ hút cái nó khô, với lại là nhiều khi mà giặt xong rồi để qua đêm mà nó mình mà đóng kín để nó bị mốc đấy. À, nhưng mà cái này để có dùng, để có giặt sau mỗi lần dùng không? Có chứ, giặt dùng
đặt thường xuyên nó mới sạch được, không phải cái nền đấy nó đen hết đấy. Này thấy chưa, nó vẫn mềm này, mềm mà nó mịn trong nó ở nhẹ chưa, nó chỉ ở nhịn nhẹ thôi chứ cũng không không phải ướt đâu, chứ còn nắm mà không kính nha là nó ướt hết. Để đấy rồi, sao gì à? Chị đã dưỡng rồi. Kinh nghe rồi đúng không? Dưỡng rồi. Đúng rồi, bây giờ thế là bây giờ đánh nền luôn thôi. Ừ. Nha, nhưng mà bao giờ chị mà muốn đánh nền đẹp được ấy, chị phải có nên có một khay nền, đúng không? Dạ. Đây là cái nền. Đây là cái nền của Phương Nga. Đây là cái khay lót của cái hộp ấy, chị cần dùng nó làm khay nền, dù nó còn có cái lỗ ở đây. Nhưng mà chị có dùng đánh nền bằng cọ không? Có cọ nha. Có đúng không? Vì sao bình thường mà dùng bằng cọ nó sẽ mỏng hơn là dùng bằng bông mút. Đây. Với là cọ nó đỡ hao. Nè, hay nghe cái ký này dùng cọ đánh nền thích nhỉ? Đấy hả? Ừ, cọ này này. Không biết đúng không? Không biết dùng cọ này đúng không? À, nhưng mà tôi vừa mua cái cọ theo Shopee đâu ấy. Có một cái cọ mà nó dàn mỏng dính ra. Kiểu ngắn cái kem thế này. Thế không? Nó bảo view chứ cọ đây đấy, cọ đây là chỉ để bôi nền thôi chứ không phải là để đánh nền. À bôi nền thôi, đúng rồi, đúng rồi. Cọ quét nền lên mặt thôi chứ không phải đánh nền, đúng rồi. Cọ đây thường thường là dùng dưỡng là hợp lý hơn là đánh nền. Đây này, cọ này này, thấy không? Cái độ này, cái độ nó có độ vát xéo xéo này, bình thường chỉ sẽ dùng cọ này đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái cọ này thì sẽ khó đánh hơn vì là... Bạn ấy chỉ tán lên thôi. Chỉ để chỉ dặm lên mặt nó hơi bị... Này, cái mặt nó bằng cái này thấy chưa? Cái nào dặm nó bị khó bằng cái này này. Nó xéo 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 này, mình đặt này nó chưa? Mình chỉ cần để chéo chéo này là được thôi. Không phải là cứ đâm thẳng mặt này, nó bị khó ấy. Nó bị ngược cái tay ấy. Này, này thấy chưa? Với lại em, nó thiết kế nó bị bằng quá. Này, đây sợi lông nó có sợi lông ngắn, sợi lông dài này. Đặt vào mặt mình thấy nó mềm hơn. Cái này bị đau nữa. Ừ, nó bị cứng này. Ừ, đúng rồi. Check lên đúng rồi, đấy, nó bị cứng này. Bao giờ trước khi mà dùng cái cọ đấy nên xịt cho nó ẩm ẩm đi cũng được. Vì biết sao? Này, cọ bây giờ nó vẫn khô à? Cọ nó vẫn khô thì chỉ đánh nền mà chị chấm vào đây một cái là nó hút hết nền vào trong, kể cái này bây giờ thế này. Đây, xong đánh nền đúng không? Em đánh em là làm trước cái gì nửa mặt nha. Cái này đúng không? Bình thường nghe thì con đưa đúng không? Đấy cho mình thử cái Bích à? Ừ, chị dậy ở Bích chưa được cái gì? Ừ. Nhưng mà chị đã đôi cái nhóm nắng gầy rồi đấy, thì sợ nó trượt lên đấy. Đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Một, ừ, đúng rồi, Bích dưỡng hoặc là Bích lót căng bóng. Đấy, có cái lót bóng bóng ấy, Bích vào cũng được, là nó sẽ bóng ấy. Không nào mà khô quá thì Bích cái đấy mà thôi, chết cho. Bích xong rồi vẫn phủ lên mà, chỉ có giữ bóng thôi. Chứ thời tiết ở trong này nó cũng không... Chị ạ, không lắm. Khi mà mọi người sẽ vừa cái mọi người vừa xịt nền này đúng không, sẽ có những người nha, một này lấy bông mút dặm một cái chấm lên mặt, thấy chưa, bông cực kỳ tốn nền luôn này, chấm một cái hút hết nền rồi thì nó cực kỳ phí nền luôn. Hai, có những người nhé là lấy bông chấm một cái này chấm lên mặt luôn, nó cũng sẽ rất bị dày khi đúng không, chấm một cái này tan móng ra đó, tan đều khắp cọ luôn này, xong bắt đầu này dặm lên mặt này đó, này dặm từ trong ra ngoài này đó, thấy dặm cái cọ thích con không, nó mềm con không. Nhưng mà đúng là cái tông nền này nó chỉ tiệp vào da thôi, nó cũng như không ấy. Nó không sáng. Mà bao giờ đánh nền bằng cỏ ấy, mình cũng thấy cân hơn là cái việc này này, thấy chưa? Nó mỏng hơn, nền nó mỏng hơn. Còn cứ chấm trực tiếp bung nút lên mặt nó bị đầy. Đó, cứ tập này, thao tác này, tập này. Thậm chí vào cả những vùng chân tóc cũng này, thấy chưa? Những cái chỗ này, những cái lấy lộ nhất đây này. Như nhiều người là sáng ra cứ nhắm mắt nhắm mũi lại quẹt cái tai đen xì đi xong rồi cái vùng chân tóc ấy. Có những người đã OCD nhìn thấy đấy. Đấy, nhiều kem chống nắng đấy. Đúng rồi, đấy, biết rồi nha. Xong khi mà chị đã xong xuôi hết cả cái dặm rồi đúng không? Này thầy bắt đầu này, lấy bông mút dặm lại. Thì đó nó chắc một lần nữa, bây giờ bao giờ cái bông mút thì nó cũng làm nền mịn hơn là dùng cọ không. Cọ không nó vẫn bị dặm mấy thì dặm nó vẫn bị vạch đấy. Nhìn nó vẫn bị vạch đấy. Có những lúc nhá mà chị cũng đang dặm đây đúng không? Xong rồi chị dặm sang, dặm hết cả mặt luôn. Thì khi mà chị quay sang ấy, chị lại đánh bông mút đấy, dặm được phần này. Thì phần này nó đã khô rồi. Nó khô rồi thì khi chị tan lại nó rất là khó. Nên là đánh phần nào xong rồi đấy đủ này. Em đánh phần này này, phần này đó, nguyên vùng má này thôi là đánh xong phải dặm nhanh đúng không, xong xuôi mới quay sang này cầm này, muốn chán thì đánh thêm chán. Có những cái kem nền nhá, chị bôi lên da cái này nó khô liền rồi. Ừ, nó khô liền là xong rồi, tan nó cực kỳ khó, cực kỳ bết. Nó cứ xong vùng nào này là xong vùng đấy, đó xong nền rồi đúng không, xong nền rồi khi mà đã xong được nền thì mới bắt đầu che hết điểm để cái đùi cái đây em dùng thử cái này chị thấy cái hướng nó khác này. Hướng khác liền này. Đấy. Cái này nữa, nó vừa làm chém cái điểm với nó gầy, nó mới là nó sáng rồi thì nó sẽ làm vùng sáng nhìn luôn. Khi mà chỉ đánh khối nó sẽ nhìn cái mặt nó sẽ rõ khối hơn là cái kia chỉ tiệp vào màu, nó chỉ làm nó đều với màu và chém cái điểm thôi. Này, đánh nhá. Thì ví dụ như có những người đánh kia cái điểm ấy, người ta sẽ đánh sát trên chỉ cái mí mắt này này, đúng không? Mà cái mí mắt này là cái chỗ mà tí nữa mình đánh màu mắt rồi mà nó chả liên quan chả ảnh hưởng gì cả. Đánh màu thì làm dày mắt của mình, tí mình đánh phấn nó bết thôi, đúng không? Thì này,
nó thâm đúng một cái vùng này đúng không? Này, đúng cái vùng này này. Cái vùng bên trong này nó cũng không thâm này, cũng chẳng đáng làm gì đâu này. Thâm mũi này này, thì quẹt đúng một đường này này. Đó, thấy chưa? Đúng một đường xong tán ra thôi. Cần gì quẹt nhiều, cứ quẹt hình mũi hình tam giác có đùng xong rồi tan tan nó dày đâu, đúng không? Cần gì? Còn nếu nhá, này nếu mà lười luôn ấy thì có thể hay là lấy bông mút tạm luôn. Còn kỹ nữa thì lấy một cái cọ tan, đúng rồi, cọ nhỏ tan lấy ra. Chứ không có cọ đấy đâu. Một cái cọ nén đúng không? Một cái cọ chạc nhá, những cái cọ mà để nén nhìn lên bao giờ cái đạn cọ nó cũng chạc, nó vẫn phải chạc thì nó mới tan được. Chứ còn cái cọ mà bung tròn các kiểu ví dụ như cọ này này thì chỉ dùng để đánh phấn thôi, đúng không? Những cái cọ rồi cái thao tác mà vì là những cái vùng da mắt ở dưới này là những cái vùng da nó mỏng hơn đấy, nên là nó cũng khó hơn là những vùng da này. Còn da mắt nó mỏng hơn mà này tan đấy thì phải đặt nhẹ hoặc đặt nhẹ thôi. Còn có mít thì đồng nghĩa với chị ăn chùi đấy, đúng không? Mít một cái là nó chùi, hoặc là sau khi mà chị đã này xong đúng không, chị muốn cọ lại này đúng không, thì cũng đặt nhẹ thôi, rất là nhẹ tay. Vì cái da nó mỏng lắm, da ăn rất là mỏng nên nó dễ trượt mà. Xong rồi khi nhiều khi mình còn dùng thêm dưỡng mắt các kiểu nó ẩm nữa lại càng dễ trượt nữa. Đấy. Chứ nhiều khi nhá, cứ tập mạnh nha, này chỉ cần thao tác mà tập mạnh này này, đồng nghĩa với việc chùi luôn lừa gì nữa, đúng không? Chứ còn tập này thiêu nhẹ nhẹ thôi. Đó thì nó mới tan được. Nên bảo sao có những người mà cứ dặm bông mút hoặc là đánh dùng cái cọ cái là tiền thấy cái mồm mắt nó mất, vì là do mình tập mạnh quá đấy này. Nhiều khi vội quá mà này, đó cái dặm dặm này nó chùi luôn lừa gì. Chị chê cái này là chị tập được một cái cái này thì nó mỏng hơn đúng không? Cái điều này thì nó mỏng. Nhưng mà nó vẫn là kiểu vẫn hai là sáng cái vùng mắt. Cái vùng nhá, thêm một cái tận dụng này là cái vùng này, cái vùng dính dáng như này, quay một cái dáng cười này, thì nó kéo về lại này đó, đúng một cái điểm dáng cười của chị luôn, thấy chưa? Về một này tí này đó, nhưng mỗi đứa một tí thôi nhá, nhưng mà nhìn nó cũng khác. Nhưng mà sao chị này có cần phải dùng cái bảng che màu, màu các bạn đấy dùng chẳng làm gì đâu. Những cái bảng đấy ấy, là những khi mà mắt anh phải gọi là siêu thâm thôi, mắt thị chẳng phải thâm đâu, đỏ đúng rồi. Chứ còn khi mà những cái bảng chìa sắt đấy ấy, mà đồng nghĩa dụ nhé, chị đánh đã đánh đây là chị đánh có một lớp nền với một lớp che nguyên điểm đúng không, còn cái kia lại thêm một lớp chìa sắt nó thành ba lớp nữa, mắt lại càng dễ nhăn đúng không? Chị dùng cho cũng tông này luôn đúng không? Tông này vừa là hợp lý mà, có line 1, line 2 chắc chị lấy line 2 đi, đây là line 2 đúng không? Đây là xong này, trên da đều màu rồi này đúng không? Nếu mà có muốn đều thì có thể dày hơn một tí nữa, nhưng mà nhiều khi chắc cũng không cần thiết đâu mà. Nhưng mà đây là điệp, cứ chỉ ở chị cái cách mà điệp mấy lúc mà đi đi cho đậm đậm đúng không? Ừ, đậm đậm đúng rồi. Đậm đậm thì thêm một tí nữa, một là mix cái này hoặc là đấy có cái Dior chị hợp lý này. Dior kìa, đúng rồi, nó sáng, tạo vùng sáng mặt luôn đi. Những cái vùng này, vùng trúng hơn này. Có mắt mình là có cái vùng này là vùng bị trúng vào này. Thì nó sẽ bị già làm sâu, thì làm cái vùng dáng này cho nó nổi lên này, thì nó sẽ trẻ hơn đó, thấy chưa? Thao tác thôi, bôi xong rồi này lấy này, cứ dặm này dặm, bao giờ chị dặm bằng cọ nó cũng đỡ hơn nữa, vừa bôi xong rồi lấy bông mút dặm liền, nó cũng hút hết vào bông mút nữa thì là nó đang dày mà, nó đang dày xong rồi mình lại còn lấy bông mút mình dặm lên nữa là nó bị hút hết vào bông mút. Nên bình thường mọi người mà hay makeup cá nhân là một người hay bị đốt cháy này nọ đấy, nên là mỗi đứa một tí nó cộng lại là nó thành khác gì đấy. Nhưng bình thường chị quay một cái gọi là tự makeup chỉ 30 phút mà chị đã kiểu thấy là rất nhanh với mình ấy. Nhưng mà mọi người kêu là 30 phút thế mà nhanh á, kiểu thế là rất lâu. Và mọi người đâu biết là bình thường makeup phải 1-2 tiếng thì nhưng mà nó bừng sáng đâu, xong rồi thêm khối vào nữa. Mình chỉ có một khối kem không? Khối kem hồi xưa chị có cái của Fenty. Đấy, cái đấy này, đánh cối nha. Này, nhìn thấy không? Những cái điểm này. Này, chị đấy này, từ bắt đầu này, kéo ngang lông mày ra này, đúng không? Kéo ngang từ lông mày ra này. Đây, này. Điểm chạy xuống này, gò má này, những điểm cao nhất này. Là đánh cối này, chiều ghi nhá. Nhanh tay quá mà đánh thấp không tí đâu là cái mặt nó, là cái hiệu ứng mặt nó khác liền này. Là bị hóp liền đấy này. Này, từ lông mày này, kéo ngang ra này. Đúng điểm này này. Đó, thấy chưa? Không cao đúng nhỉ? Ừ, che đúng điểm rồi. Thì nó đúng gò má thôi. Nếu anh thấp vào đây nó bị hóp má này. À, bình thường ở dưới này phải đánh mắt sáng. Đúng rồi. Vì thì nó tạo ra được cái phân biệt rõ ràng của cái lớp sáng và lớp tối, thì nó nổi được cái lớp tối này lên thì nó mới thấy rõ cái khối. Còn này với này, cái đúng một điểm thôi. Nếu mà muốn đậm thì đậm sát vào cái điểm đúng cái điểm góc, đúng cái góc mà thôi. Đừng có lan nhiều quá, nhìn góc nghiêng nó thành dơ quay nón đấy. Nhưng mà cái này có nhiều tông khác nhau. 2-3 tông nhưng mà. Chủ yếu Việt Nam mình người toàn bán tông này này, tông lạnh này đúng không? Tông lạnh lạnh này nó hợp với cái hỗn hợp da thì nó da trắng trắng mà thì tông lạnh lạnh luôn. Chị thấy da chị cũng phải dùng tông lạnh hết ý. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà dùng mấy cái khối kia nó bị vàng hết. Đúng rồi. Chị cũng
phải gồm cả cái bảng bảng khối cũng gồm cái của tông lạnh lạnh mà khối ấy, mấy cái của ba xe nó có mấy cái tông lạnh lạnh xinh lắm. Cái này thì mỗi cái này đẹp. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó còn lạnh lạnh. Ừ, đúng rồi, lạnh. Kể cả màu này nó vẫn hơi lạnh đấy nhá, nhưng còn những cái màu nó nâu lắm, ví dụ như là màu này. Này. Thấy chưa, nó nâu lè. Dùng cái bảng hồi xưa là coconut ấy, cái dừa, khối dừa. Ừ, đúng rồi. Cái khối dừa đối với cả cái khối của Benefit này nó cũng bị vàng. Nếu mà có một cái cọ to nữa để tan được cái khối thì ra thì rất là hay luôn này. Cái cọ này không có đúng không? Dùng khi mút thì nó sẽ ví dụ như cái này, mặt này là đánh đèn, ở dưới là khối má các kiểu. Thì biết đâu mình là đánh trực tiếp khối thì lớp đèn nó rất là dễ biết rồi, chứ không phải là ví dụ như nhiều khi có những người nhá, người ta sẽ đánh đèn xong người ta phủ phấn xong người ta mới dùng phấn khối. Thì là nó có qua một lớp phấn phủ thì lớp phấn khối của mình nó dễ tan, nhưng mà nó lại không giữ màu đâu bằng cái việc mà mình đánh trực tiếp lớp nền, đúng không? Nền đang ấm ấy, mình đánh khối luôn, đánh má vào luôn thì nó giữ rất là chắc. Xong mình phủ phấn lại là mình fit lại luôn lớp khối với lớp má. Cảm giác thấy nó tự nhiên hơn đúng không? Ừ, đúng rồi, nó tiệm vào da, đúng rồi, nó lên màu tốt hơn. Chứ còn nếu mà phủ phấn xong với đánh má đánh khối cảm giác như là lớp má lớp khối nó bị lồi lên ngoài da, nó không tiệm vào da, nó bám vào da. Đấy là một cái mà lúc mà chị mới cắt. Đặc biệt là mấy hôm mà make up để đi event ấy, kiểu nghiêng xong rồi phát là thấy chỗ này khối này, chỗ này má này. Đúng rồi, cảm giác nó bị lồi lên ngoài da. Xong nhá, khúc này mình xong đúng không? Xong thì là mình phủ phấn này một phát xong là bao gồm nó fit lại hết tất cả khối má, kiểu nó đều vào da luôn. Với là nó cũng bám lâu nữa, đi được cả ngày. Cái này cũng đấy nhá, ta mình nhớ là chỉ là tan lúc nào phải vùng cổ nhá, chứ không phải tan đúng cái này luôn, là nhìn nghiêng là nó bị đúng cái chỗ này luôn, đúng cái chỗ lâu vai nó luôn đấy. Đấy, bình thường đánh khối mà nếu mà muốn ăn tan trong cái cảm nó bé bé thì ăn tan xong rồi em này đẹp mà nha, chị thấy không? Nếu chị đánh khối đúng điểm nhá, nó tạo cảm giác như cái mặt chị nó ấm ấm mà nó giống chị đánh má ở ngực nguyên luôn đâu, thấy không? Cảm giác như kiểu là đây là một lớp bồ má luôn đấy. Chứ còn nếu mà chị đánh khối thấp đây nhá, không nghĩ mà đánh má chỉ muốn đánh cao đây là nó thành nó bị phân chia đấy, thì nó thành hai lớp đấy. Còn nếu bình thường mà người ta mới kiểu cái mặt mà hiệu ứng mà tây tây ấy, là lấy tiếp cái màu che cái điểm tham sáng này để vạch đây để cho cái gò má của mình nó cũng đẩy lên nữa, nhưng mà chỗ đấy nó hơi VD Thái Lan đấy. Nhưng mà nó bị hơi hơi bị lố thì thôi, còn ấm ấm nhẹ nhẹ mềm mềm này thôi. Thế cái kia nó hơi ấy, cái dù chỉ đánh khối thì cứ đánh không biết là điểm nào nó thì đánh nó hay chỗ nào bình thường khối chị sẽ đánh hết cả chân bắp này xong rồi biết là ở đây, nhưng mà nó sẽ chỉ sẽ lấy thấp hơn, chỉ sẽ nhìn thấp hơn. Này chị đánh cao đấy, nhìn cái mặt nghe cảm giác cái cơ mặt nó cũng được cao lên đấy. Cái kiểu đánh thấp nữa bị mặt nó bị trùng trông bị tròn. Ừ, cái này là cảm giác cơ mặt nó cũng cao hơn nữa. Cái này là hơi bị kỹ rồi đấy, chuyên nghiệp đấy, không cá nhân đâu. Đây cũng có cơ bản đấy. Phải đen nhá, mình phải đen hết video xem hết lớp nha, không được bỏ nhá. Ơ điệp điệp có lớp dạy cá nhân không? Toàn đấy là lâu dạy những cái đấy mà sau đây chuyên nghiệp chủ yếu. Chị đang đánh màu má đúng không? Màu má này chị có cắt em nhá, từ đuôi lông mày này đi thẳng xuống này, tiếp nối với vùng khối này, đánh ở đây là vùng má, thấy chưa? Cứ cắt ở đây, khi mà là mình phải đánh trượt lên vùng khối luôn, tan vào bên trong, thấy chưa? Cái khối của mình lúc nãy nó ra ở đây mà, mà màu má của mình ăn ra bên trong này, thấy chưa? Là khi mình đánh chấm đúng cái điểm này luôn, đó. Thì khi mình tan ra, vùng khối của màu má của mình ấy nó hòa quyện vào nhau luôn, chứ không phải là mỗi chỗ một cái thì mình tách điều ra rồi đấy. Đánh má hôm nay bao giờ đánh cao lên thì cơ mà nó cao nó trẻ, chứ còn cứ đánh thấp lên thì nhìn nó bị già. Nhiều khi đánh cao kiểu chạm mắt luôn. Đúng rồi đấy, cứ tăng cao lên trẻ. Chị nhớ là phải tăng làm sao cho cái khối với cái má này nhìn cái điểm giao nhau này, đấy cho nó hòa quyện vào nhau đi, thấy chưa? Mình nhìn góc nhìn nó vẫn ửng hồng hồng này, thấy chưa? Khối nhìn thẳng này khối vẫn có màu, má vẫn có màu, nhưng mà đúng là màu má này nó đậm nhưng mà nó không bị đậm quá ấy nhá. Người biết đấy, chị mà đăng ký là nó biết đấy. Thường chị đánh má nhiều phải chưa? Chị một lần chắc phải 5-6 chấm rồi đấy. Thì hợp mà hợp với kiểu mình đánh đậm ấy thì màu đấy được. Nhưng mà sao na bây giờ nó làm nhạt nhạt thôi, để xong tí nữa là mình đánh một lớp phấn lên nữa. Chẳng quan trọng gì là chị đam mê đánh màu má đậm thôi. Đó và cái này mới là cũng kiểu cũng thích dùng, chứ không hồi xưa cũng dùng cái này suốt. Màu này thì hơi chói. Màu cam nó cam hơi tươi quá. Bây giờ hồi xưa mình thích đánh cam. Cái hồi mà cửa anh Kim mà điểm ăn là thích đánh cam lắm. Cái lúc nào cũng găm nơ, nhưng mà bây giờ cảm thấy là mình kiểu trung tính, kiểu màu hồng trung tính. Nó tươi bây giờ nó cũng sang hơn là cam.
sữa cam một cần kiểu cam cam lè. Vừa cam giống cam nên là bạn thì nó cũng mới lấy mẫu mà cứ cam đây là cam đấy. Thành ra toàn này mà chị thấy đấy của bạn đánh mắt cao cao thắt mắt xinh không? Nhìn nó kiểu nó ửng 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 hồng ấy. Này đi ra đường lái xe mà nó nổi nó nổi lên cổ đấy. À quên lúc nãy chưa ấy cái khối mũi nữa nhá. Khối mũi vậy khối mũi thì bao giờ tính rồi này. Này chị phải ôm tròn cái đầu mũi này. Bao giờ cái khúc này mình nó bị to này cái đầu mũi này. Chỉ là không bị to lắm nhưng có những người mà to thì đầu mũi này cứ ôm tròn đầu mũi bao giờ đầu mũi nó to lên. Ôm tròn cái đầu mũi này. Không cái đầu đi thẳng lên. Đúng rồi ôm tròn hai đầu mũi này. Chứ không phải là mình cứ đánh từ đấy lên nó bị tòe đầu mũi này. Đánh từ đây đánh lên này đầu mũi nó mà to nó tòe này. Đánh từ cái điểm trong nhân trung là điểm này. Cong cong này đi thẳng lên này. Ôm sát này chỉ nối vào lông mày luôn nhá. Nối sát vào lông mày luôn nhé. Đến đây mà dừng lại nó bị trắng này. Ôm tròn cái đầu mũi này. Thấy chưa? Ôm tròn ta nhẹ ra này. Đó, ôm tròn đầu mũi vào cho nó thon này. Thôi, xuống dưới đi không này. Đó, thấy chưa? Đi thẳng này. Đi thẳng lên này. Ta luôn vào cái lông mày này. Đó, nó vừa tạo một cái hốc mắt nhẹ nhẹ, màu mắt cho mắt nó sâu cũng được này. Xong rồi. Vừa fit vào lông mày luôn. Chứ nếu mà chỉ mà đến đây mà dừng lại nhá, nó bị trắng ấy, nhìn cực kỳ điêu luôn. Nó chứ mỗi chút mỗi tí thôi nhưng mà nó khác ấy. Thấy chưa? Tan luôn vào lông mày. Đó, thấy chưa? Nó fit luôn. Nhìn nó như nó hoàn quyện vào nhau. Đấy, xong là phủ phấn. Chị đã thay con rất nhiều cọ phấn. Nhưng mà cọ này của chị không để phủ phấn được. Thấy không? Ngày nhìn thấy cái đầu à? Không phải nó chặt mà cái đầu gọt của chị đấy. Cái cao, cái thấp, cái ngắn, cái dài này. Những cái cọ như này người ta hay dùng để bôi kem nền lên mặt hoặc là để bôi lót. Đúng không này? Đấy nè. Nó phải cái cọ đúng rồi, thấy chưa? Thấy không? Lông nó vẫn thưa đúng không? Vẫn thưa nhưng mà nó tết này. Khít nhau này. Sợ lông nó đặt khít nhau này thì phấn chị lấy nó mới đều mới giảm ra cái này được. Chứ chỗ này chỗ nó lồi chỗ lõm này thì ta mà phủ nó đều mặt được đúng không? Sao mà nó bao đúng không? Khi mà chị chấm một chấm nó không bao giờ fit được vào hết cái da mặt của chị hết này, thấy chưa? Cái này này nó giảm đều cái này cơ mà. Thì đó thì chị đặt chỗ nào nó đặt đều cái mặt chỗ ấy luôn. Mà hiên mặc dù cọ vẫn là cọ bông tròn mà. Đó. Mà hồi xưa là chị đã từng đổi rồi nhưng mà mấy cái cọ này lúc nào cũng bị rụng lông. Rụng lông rất nhiều. Chị chỉ thấy có cái cọ tháp này thì nó còn ổn, nó còn chất lượng. Nên là cứ phải dùng một thời gian thì lại phải quay lại cái này thôi. Cái này nó rụng lông hoàn á. Em dùng lâu mà vẫn rụng mà lâu vẫn rụng đấy. Cái rụng là nên là rụng thay ạ. Thì đúng lúc nào khi mà thấy hư thì phải thay thôi. Vừa mới mua chứ được 3 tháng. Nha, những cái cọ mà chị cảm chị mới lúc chị mới mua về nó còn dùng nữa rồi. Chị dùng thời gian nó dùng thưa bớt đi nó còn đỡ dùng. Chứ mới mua về nhá còn dùng nhiều luôn đấy. Và đây là sang giai đoạn gãy dụng rồi. Thay đoạn là vài bữa là nó gãy này nhưng mà keo này. Mà những cái ngày xưa thì em cũng dùng thêm mà. Ngày xưa em cũng nhiều mà nhưng bây giờ hư nó hết rồi. Thế bây giờ cọ phấn em dùng gì? Chị mua mấy cọ, nếu mà mua mấy cái lẻ lẻ thì chị mua Sephora đi. Hồi đắt tí thôi nhưng mà Sephora nó ok đúng không? Đúng không? Chị có một cái cọ má này, cọ Sephora thấy không bị rụng lâu bao giờ. Đúng rồi, nó đắt tí thôi nhưng mà ok thì mình dùng lâu dài mà. Bởi vì hôm trước chị sang sinh là mục đích là để săn mấy cọ này mà bước vào Sephora triệu tư một cái, triệu bảy một cái rồi. Đeo kiểu mình bị sốc ấy, trong khi cái cọ này mình mua ở chắc có mấy trăm. Chắc đúng rồi, mua store nó đắt. Này bây giờ phấn đúng không? Nhiều khi nhá, mình phải dặm một cái này, chấm một hộp chấm một phấn một cái này, mình chấm lên mặt luôn này, thấy chưa? Phấn dày không? Dày cộm. Nên bao giờ cũng này, tan vào đây, tan cho nó mỏng thôi, thấy không? Cái lớp phấn này nó phủ đều với cọ của chị, cọ nó bị này mà, cọ nó phủ đều này, đặt chỗ nào nó ăn được đấy luôn này, này, đặt này nó cũng đặt nhẹ nhẹ thôi, đó thấy chưa? Nó mới ăn được chứ cái cọ kia nó cái ngắn cái dài, sao mà ăn được này? Này. Cái kia là đúng kiểu bếp mặt phẳng nó. Nên đúng nghĩa là trùng viết ra thì đẹp thì chị sẽ không thấy được cái khác biệt từ những cái cọ ấy. Còn có những người mà da xấu là nhìn dặm cái là khác biệt liền mà. Kể mà có những cọ nhỏ hơn cái này cũng được càng tốt hơn thì nó sẽ len được vào những cái vùng này. Đó. Chứ còn chị dùng mấy cái to làm gì? Này chị thấy không? Dặm này. Cái này chỉ là để... Đặt, đúng nghĩa đặt hôm nay mà nó không len vào được đâu, không được vào đâu. Cái này là cọ để sửa chữa. Kiểu má với khối quá nhiều nên để... Chùi nó lẫn lộn vào. Mấy cái cọ này vô dụng thật trong cái bộ của chị. À đây. Đúng cái gọi này. Chị biết sao cọ của chị bị tòe không? Cọ chị là bị tòe đấy, cọ em cọ này này không tòe bao giờ đâu. Nhưng mà là để ở nhà thì nhưng chị có mang đi chị bỏ lên máy bay nó cũng tòe bỏ sao cọ chị tòe hết này. Hai cọ này là cùng form nhau ấy không? Cùng form không? Không phải đâu, cái cọ bắt đầu nó trông như thế này rồi, nó có cọ ngắn như thế này đâu. Nhưng mà em đặt xong rồi em bọc lại này, nó đẹp không? Đấy không? Chắc có thể là chị cũng giặt xong chị không bọc. Phải bọc nữa, chị giặt thì nó tẻ rồi, giặt xong rồi bọc rồi này. Còn không chất
về lâu về dài thì không ấy. Thấy chưa, thấy nó nhỏ nhỏ đầu đặt đúng điểm này luôn này. Thấy chưa, đặt vào đúng điểm luôn đấy. Cũng không cần phải dùng đến cọ hết để lên vào nữa này. Thấy chưa, đó, tùy theo ý mà đặt cọ này. Thấy chưa, hết vào. Chị biết cái này đâu ra không? Cái này là hoa kiểu hoa ly kiểu cắt ra theo cái bộ cắt luôn á, cắt đôi ra cái bộ không có mà lâu rất từ lâu rồi. Trong bộ cọ mới nếu mà mua thì thỉnh thoảng thì vẫn sẽ có một hai cái bọc. Đúng rồi, ví dụ nha. À, còn highlight là chị đánh trước phủ phấn hay sau phủ phấn? Sau phủ phấn ấy. Ừ đúng rồi, vì biết sao cái nguyên tắc của highlight ấy là chị phải càng trà thì nó mới càng bóng đúng không? Nhiều khi chị mà dặm không ăn đâu, càng trà nó càng bóng, như là khi mà trà trực tiếp lên lớp nền nó bị bết, nên bao giờ phủ phấn xong là hơi đánh highlight. Cái đấy là mắt và cái này chia đánh highlight ở đây ở dưới lông mày một ít, đầu mũi với cả mắt thì là nhấn đấy rồi, với cả cái cọ đấy để đánh chán. Cái là đánh lông mày với lan đan với má gì đó cho nó để nhìn như còn thấy bao bóng bóng đó, nhìn như phải đứng. Mà công nhận là cái highlight nó nhẹ nhàng hơn. Highlight on ok mà. Cái này nó hơi bị cũng như là nó hơi bị bết. Hơi bết hơi đậm. Bạn dùng mãi mà. Kiểu thế kiểu make up cá nhân không bao giờ có thể dùng hết được một cái gì đấy. Nhìn nghe thôi, nhưng mà nếu mà tí nữa mà đánh mắt lên xong là vẫn phải thêm má. Đấy là ok, nhưng mà như này là lúc má cũng tiệp vào da rồi. Vừa phải rồi, chị đánh lên kia đi. Nhưng mà chắc là chị có nên sắm một cái sáng nhất trong pha. Cái này cũng đẹp. Không, mà đúng rồi, nên mua cái sáng trong pha. Nó đắt. Ba thì thôi mua gì. Tại có cái này rồi, nhưng mà cái này nó tối. Chắc là phải pha một cái thì chứ không thì nó không đủ. Cái này thì nó không đủ để kiểu đi làm đấy. Đấy này là nhiều nhá. Ừ, chẳng qua là da. Cái này nó tìm vào da thì là không thấy thôi. Chứ còn nếu mà da sáng là lấy này nhiều đấy. Có chưa? Chị dặm chúng ta là thấy nó bao nhiêu rồi. Thấy chưa? Mình dùng quen lấy nhiều rồi là bị hao nền đấy. Cứ chấm vào vùng mút vào nó không mất cái nền. Giờ đây cũng sợ hao nền nhá. Một cái lọ này dùng đến hết hạn không hết được. Hai pump nhưng mà tùy nhá, pump mạnh hay pump nhẹ nhá, pump này chị pump hơi mạnh đấy, pump thì hơi dầu ấy. Tính là nó hút bớt được hút, hai pump là vừa. Ta thì có điều kiện cho nó hao bớt thì còn được nuôi bơi. Nha, nhưng mà nếu nha, chị nhìn này, thấy không? Chẳng qua là cái bề mẹ này nó cũng ấm nhá. Nếu mà chị dùng cái nan này nó cũng khô này, nhanh khô này thì nó là chuyên nghiệp mà. Thì nha, chị thấy không? Những cái chỗ như người chỗ này này, thấy kỹ không? Chỗ này thấy bị vạch không? Chỗ này thấy bị vạch không? Tí nữa chị quay răng là chị dặm cái này lên, cái này nó khô luôn, cực kỳ khó tan luôn. Nên là dặm xong cái má thôi thì làm thì tan cái má đi, xong lại quay lên cái bên trên. Xong mình khô liền đấy, này, mình này là khô này. Đấy, tan kỹ mà mấy cái chân đó này, bén kỹ mà làm đó, hay chưa đó, đúng rồi. Sai nữa, đánh luôn cái tai đi. Đó, đúng rồi, đó, cái đánh cả vào tai. Cả vào dưới này, tan ra. Vì tí nữa làm mình đánh khối vào cái cả dưới này mà. Nếu mà không có kem nền ở đây là anh cố mà biết đấy. Tận từng này nền. Đấy cho dư rất nhiều luôn đấy. Hôm nay là nó không bị ăn vào cái mút đứa nào đấy, nó dư nhiều không? Chứ bình thường là nguyên số kem nền nó vào cái mút rồi. Bốn điểm nha. Em mà như cái nào này có nhiều loại đúng không? Không, cái nào này chỉ có hai bán, bán này một bán ngắn hơn thôi. À, vẫn là trang này. Ừ đúng rồi, vẫn đi trang này. Tại đây này. Còn đánh luôn đấy không hay là... Cọ chặt chặt và đầu nó nhỏ luôn rồi. Chắc thì vẫn phải dùng thêm. Vẫn phải dùng thêm một mút đấy, vẫn dùng là một mút mà. Hồi xưa là thì kiểu thâm đậm quá là cần phải bôi, xong cần phải đợi 2 phút để cho nó khô lại. Thế nào thì... Với lại là căn bản là cái này nó sẽ lâu khô nè. Cái mà đặng sáp ấy nó lâu khô lắm. Những cái mà nó là đặng kem này này thì chỉ bôi vào da thôi. Nó cứ bám vào da thì nó sẽ nhanh khô hơn là cái đặng sáp này. Sáp này lúc nào nó cũng như thế à. Sao thì nó ẩm này, lúc nào nó như thế là lúc nào nó lâu nó khô. Mà ẩm thì hiệu quả ừ, thì không thấy. Ẩm không thấy bằng, nhưng mà nó lại đỡ bị nếp nhăn được mắt. Thì cái này cũng này cái kia. Ừ. Nhìn nó như thế này, nhìn thấy không này. Thấy không? Đấy lúc này chị tan nó vừa ấy, bây giờ chị làm một cái nó lại lên cái... Ừ. Cái nào sẽ có đắt không? Cái này không? Cái này đi, để cái này đi. Cái này chấn phải kia. Người đẹp này luôn. Cái chấn phanh kim nhất về từ 3 năm trước quá. À, pha cái này mới là kem nền. Đúng rồi. Đúng pha, nhưng
vì cái này nó phải chết ra, nó không kiểu nó không bằng thong ý, mình không căn được. Nó hồi xưa thì cũng có một thời gian chăm chỉ thì cũng có pha, bây giờ thì không pha được. Không thì nếu mà cái chữ vùng mới to hơn thì mình không đánh được này, vùng vùng mới to là đúng rồi. Còn la la lên thì la la lên tí đấy, cho nó đúng, hạn chế cái thăng mắt đi mà. Đấy nhưng mà chị thấy không? Chị thấy nền mà chưa kỹ nha, là mình này, chị thấy cái phần đầu mắt của chị này chưa có nền mà thấy chưa? Thấy chưa? Mình làm cục chưa? Đó thấy chưa? Đó, đúng rồi, đúng cái chỗ ấy lên, đúng rồi đấy. Là đến khối của má. Với là khi mà chị đắm ấy, đắm nhẹ tay thôi, chị để cho nó đủ độ tan thôi. Chậm. Đúng không? Chị thấy không này? Đấy chị đắm này, chị chùi này, đẹp hết cái miếng này không? Là do nó tan được nó chảy này đấy. Chứ không phải là do chị đánh nhạt đâu, đúng rồi, đắm nhẹ thôi, để đủ độ tan của nó thôi. Mà sợ thì cái này nó là kiểu thỏi, nó không đi. Thì cứ từ từ, đốt cháy cái đó là được. Thế nên gọi là lấy cái cọ, không cái cọ nữa để tan thì nó dễ hơn. Vậy chị hay nghĩ kiểu đánh xong rồi nhá, rồi cái nhạc quét lại thì xong kiến lỏng. Nó lại chấm đấy. Chấm mạnh quá. Đúng rồi, lại chấm đúng rồi, mà kéo dài ra thì xì nó đỡ. Nên cái chấm. Đúng, chấm từ đấy cao lên đúng rồi đó. Đừng chấm. Nhiều lắm. Mới đấy dùng gì? Cái này. Đấy, cái này. Nếu mà muốn đánh ngang thì sẽ đi vào hơi hàng này đúng không? Nếu mà đánh, nếu muốn đánh ngang mà đi này, cong lên đấy. Cong, đúng rồi, đi cong vào. Chị sẽ đánh như cục ở đây, hoặc là đánh ở đây. Nhưng mà cẩn thận nhá. Chỉ tan cho nó ra nhá, vì thêm quay ngang thôi mà. Quay ngang này, má nó tan đây là nó mất bổ hối đấy. Bây giờ chỉ đúng chỗ thôi, đừng có thừa tay quá mà cứ tặng luôn nhiều phần phối là nó bị đá phần phối đấy. Má kem đậm mà. Chắc sẽ chị lấy được nhiều. Đúng rồi. Nói đấy, đang thuận tay, giờ đang thuận tay chậm tặng phần phối rồi. Chứ không, nhìn thấy cái tôi khối, cái khối tan ra này thì nó ấm cả cái mặt này không à, thấy chưa? Này, có những cái bị trắng này. Chỗ này thiếu. Đây này, vẫn lộ cái má này, thấy chưa? Vẫn lộ cái má này, nó còn thiếu khối ở đây này, chưa ấm này. Không, này còn tan cái má nó che mất ngủ khối đi nữa. Thấy chưa? Mới lúc một tí nó khá mê thôi. Thì vô đây. Đúng rồi. Đúng rồi, chị cứ này. Chị cứ quét này nó đều hơn này. Đó, nó giờ nó mới đều ra ràng được. Chị có đẩy cái này nó không ràng được đâu. Đó, bao giờ cái này nó mới ràng thấy chưa? Nó ràng đều ra hết cái bông, cái cỏ ra đâu. Thế nó sợ bị mỏng quá. Không mỏng đâu. Mặt này có bị tận chua nền nhưng mà nó tẩy, vẫn tẩy gì. Không, tại chị sợ là vừa vừa chị hay dùng cái kẻ mắt đi. Kẻ mắt bằng bột đi. Cái mắt phấn ấy là nó hay bị rụng xuống. Là xong thì chị toàn phải dùng cái này. Mặt này cũng được. Cho một lớp rất dày ở dưới chỗ này luôn này. Coi như kiểu chị nữa, nếu mà nó rớt xuống thì chị phủ đi là nó đi. Đây là hình quả là chị vẽ bằng leo trước đi, xong chị để lấy bột để chị tán ra thôi, thì nó hạn chế để người chị lấy nhiều bột. Treo là cái treo kiểu Tony Moly đi. Không phải cái leo mà cái nạng sáp chứ luôn. À, sáp nạng sáp là đúng rồi. Đúng rồi, chị vẽ trước một đường đi đúng không? Sau khi tí nữa là chị chỉ việc lấy cái phấn của chị tan cái phần sáp này ra thôi, thì nó hạn chế được lấy nhiều phấn lên mặt. Nhiều, quét đúng không? Chị đánh nha, chị đánh hai line ấy, chị nên đánh một điểm này nè. Đây một điểm, hai điểm thôi, nhưng độ cứng. Chị làm này cả cái thống nó lột lên đấy. Nó bị cứng cái mũi, thấy chưa? Thấy không, cái này tự nhiên quay như này đúng không? Quay như thấy chưa, để nó đánh vào cả cái mũi nó thắng tương như chưa? Đó,
đúng 2 điểm thôi. Một điểm này là 2 điểm này là cái mũi nó sẽ mềm. Còn đánh cũng gặp lắm này đã gần thì mũi cứng đơ. Nhưng chẳng qua hai lai nó còn mỏng quá nha. Những cái lai dày này nó là cái mũi nó biết. Đúng rồi đấy chưa. Chỉ mới quẹt có một đường thôi, thấy nó bắt sáng liền đi kìa. Đúng rồi, 2 điểm rồi. Chán có đánh không? Chán cũng có đánh. Đúng rồi. Cái điểm đúng là đi mà họ cái này. Được đánh cái chỗ họ cái này đó, do nó lượng cao số mũi lên thôi là được. Đúng rồi. Lông mày. Này, ta nốt đi này đi. Đó nha, đừng có cái đèn là được, ta nốt cái bên kia ra đi. Nhiều nhất là vừa bắt đầu này. Đó, đầu rồi dầu nó cứ mỏng mỏng, nó cũng mềm hơn. Xong chị kiểm soát lại mình. Vẽ lông mày chị hay vẽ dày lắm, chị vẽ hết chỗ này luôn. Nha, khi mà chị trái lên nhé, thì cái đầu khi mà lấy dùng cái chuốt đúng không? Để chuốt lông mày lên đúng không? Thì cái đầu lông mày nó cũng có này, chỉ thiếu đúng phần dưới này này. Thiếu đúng phần này này. Này, trái dựng này lên là đã thấy rồi. Chứ còn cần gì đây đây, kiểu cái này gì? Này thì trong kim này, bình thường ấy, cái keo bánh mì ấy nó dễ bị trắng lắm. Bị đầy bị trắng. Cái keo này không trắng này. Cái này nó trong này. Không bị trắng này. Đây thì keo này cũng trong không? Được. Nó trong không? Trong cũng được. Ừ, cũng được, cũng trong rồi đấy. Chứ còn mấy cái keo này bị trắng quá là dễ đúng rồi, này. Keo này thì nó bị thành cái sợi luôn ấy. Đúng rồi. Nhưng mà trước là vẫn nên kẻ đúng không? Trước là vẫn nên... Đúng rồi, phải tán bột trước chứ, vẫn phải tán bột trước. Chị dùng bút vẽ hay là chị tán bột? Chị sẽ dùng... Dùng bút à? Không, dùng cái bột này trước. Đúng rồi. Sau đó thì dùng cái bột chị xé. Xong rồi sau đấy thì chị... Chút mascara màu đã, bởi chị muốn nó nâu. Thế xong rồi đợi xong hết rồi cuối cùng thì chị lại chút cái này. Chút cái keo để cho nó dựng lên. Đấy. Nhưng mà khi mà chút mascara màu xong chút keo cũng là bết. Ừ thì nó cũng bị bay bết. Bay mất. Ừ đúng rồi, bay. Nhưng mà lại không thích có cái keo. Nhưng mà thích lông mày nâu rồi. Vì là bình thường chị đã hy vọng là cái mấy cái mascara này thì nó sẽ dựng được lông mày lên không? Không dựng được lên, nó chỉ một hai lúc xong nó hạ xuống. Thậm chí là cái này nhá, rất vô dụng. Cái này chả làm gì đâu, chứ không mà. Vừa dùng xong cái make up trước make up xong đã sạch xuống rồi. Xong rồi dùng cái này còn nó bị nhớt nó không dùng sáp không dùng mascara được không? Nhưng mà nhá cái chị vẫn bình thường nhá, em thấy về phía lông mày chị nhá là em đều phải cắt ngang đúng rồi thì nó trẻ hơn. Mình biết sao không một sự cái đuổi thì nó ngang. Xong rồi tự nhiên kiểu trong lúc đi làm mà cái chị làm chị lại tự chia chị không chị cục vào. Thế thôi là lúc mà tỉnh dậy mới biết xong lại còn mất câu xóa một cái đuôi nó không hết vàng đâu những cái mà xong rồi dậy chị cách mà vẽ ngang mà che được cái đuôi này đây này những cái mà bằng sáp này thì nó đây đúng không nhìn này nhìn vào gương thấy này thật ra vẽ đúng cái dáng cũ là ok đấy cái dáng cũ mà cái đuôi trong vàng cái đuôi vàng này cắt ngang một cái con siêu lửa rồi cái gì này Anastasia gì không kêu lên kêu lên kêu lên đúng nhỉ đúng có một cái bản không có bản gì vậy cái giờ bồi một cái nó che liền cho chứ cái kia nó mỏng tan rồi đâu cái này nó có bản này đó cái này thì đã lắp cái này chiều mấy rồi nhưng mà có bản ra một ô cái không phải một ô mà cái y chang này nhưng mà bé hơn xíu xíu này có bản mini size cái này đẹp đúng chị là màu nào chắc phải mix hai màu này đấy chứ mình màu này vẫn hơi sáng mình là chị sẽ không dùng mấy cái này đâu đúng không dùng làm khối cũng được nhưng mà nó không bán một ô này không bán một ô cái này kiểu mà che mất mụn các thứ thì cũng đúng rồi che mụn là ok nha rất ok luôn nó dày vì là những cái da mụn nó lại còn mỏng nữa xong rồi mấy cái kia nó mỏng dính mà nó ẩm quá nó không được đúng còn rồi. Cái này nó dày dày khô này là bán luôn che body được bị dương mà ngày xưa mà mấy cái vết chân mà tấm chống em còn lấy tay em chống này tấm chống cái chân này này nó mới dày nó có không có bữa anh mua được bữa anh ăn là mình đi quay tivi mà anh ăn nó thì xong rồi đấy này là phải dùng cái này mới che đấy là nó mới dày đấy chứ còn mấy cái kia không che đâu chứ mấy cái là chạm lên là nó rồi được kem dưỡng đúng rồi xong rồi còn vào nước nữa phịt nước vào cổ đấy mà mình là vẫn tự phải sợ luôn à chị đừng phải đi đầu đi phải kiểu phải đầu đi chứ không phải là phải nói chung là bên này là chị tự phải sẽ khó hay là chị nhìn được phần đầu hơn người ta đuôi thì khó được nghiêng nghiêng quá khó phải là đến đuôi là chỉ có màu thôi trông nó ấy nhỉ trông nó không đỏ như thế nhỉ hay là thấy chưa thấy nó vàng vàng lên nó tự nhiên hơn không lúc nó màu này nó tự lên thì nó đen đấy chị thấy lông mày thì thích nó lại hơi vàng một tí đúng rồi lông mày nó mới mềm đúng rồi nó mới mềm khối thì không được lông mày được đấy em dùng chỉ bằng cái này thôi này
non chát. Không đi đây. Non chát à? Ừ. Chị có cái này là non chát à chị? Cái chung đi không được đâu. Chị đi không để lem lắm. Chị đi để lem. Cả cái chổi ấy bé tí chẳng là. Nhưng mà cái màu trong bảng nó tình. Cũng là cái màu bên này cũng không được. Màu bên này cũng được mà nó cũng lạnh nhưng không đậm những màu của chị đâu. Không này. Không đậm đâu. Này. Thuộc có tan tan nhẹ nhẹ thì nó cỡ này thôi, thấy chưa? Cái này thì còn trông còn đậm hơn cái của chị quá, cái này ăn màu nên là em mới nhìn thấy tưởng là nó nhạt cho ai rồi, thấy chưa, tan cá đậm lè lét ta cứ đi ngang nghe theo thôi sao ạ? Vâng sao quá không tí nữa này, bây giờ em chỉ cho căn cái đuôi này, thấy không, cái đuôi đúng không, từ cái đuôi này đi thẳng cứng này chạm được cái phần vành tai của chị này là hợp lý này, thấy không, này đi ngang quá nó không cắt được, thấy chưa? Còn của chị nó bị cục quá là đi thẳng dưới này rồi nè, bây giờ cái chạm là đúng cái vành tai này này, đó là nhìn cân nhất. Hoặc là nhá, bây giờ nha, bây giờ chị cứ chút mày hết lên cho em đi, xong rồi tí thiếu thì chị chê lên phần dưới là được, đúng không, chứ bây giờ nếu mà chị mà vẽ trước xong thì chút lên sau thì cũng mất cái đường vẽ sợ rồi mà, đúng rồi, bây giờ nó hay bị động lắm. Nên là bây giờ cứ chút mày lên trước đi, chút lần kêu là mi trước đúng không? Ừ, đúng rồi, chút lên đi xong rồi tí là vẽ thêm vào thôi. Này đi event mà đi event thì cứ chút trước đi, không cần phải chút mắt mắt ra trước đâu. Cái lông mày đậm đậm cũng được mà. Đấy, nhưng mà chị làm cái này vào sao lúc đấy nó bị dày, nó để vết này. Còn bình thường ấy, em mà toàn chậm chậm ra tay này, nó tan ra. Thì nó lý do tại sao mà? Tay này, tay nó bẩn đấy này, chứ không? Thì nó mới mềm ra được, chứ còn để mà nguyên một cái đống keo lên mặt là nó vết đấy. Này, thấy chưa, nó mềm, nó tan đều ra này. Thì nó mới được này. Cứ trải nó về đằng trước đấy, trải về đằng trước trước này. Nó mà nó dựng hết lên trước, nó mới trải thẳng lên. Kéo người đằng trước trước. Bình thường đi hàng ngày chỉ cần thế này thôi đúng không? Đúng rồi, hàng ngày chỉ thế này thôi, xong rồi chị chuốt mascara vào nó vẫn ăn mà. Chứ còn nếu mà chị mà chuốt mascara sau à? Ừ, mascara sau thì như vậy nó vẫn ăn. Còn nếu mà chuốt mascara trước xong rồi cho cái này vào nó vừa bị bết mà nó vừa bị khó. Này. Này. Thấy chưa? Chuốt mascara vào nó vẫn ăn mà. Đó, xong rồi chuốt mascara vào này. Chuốt mascara. Vấn đề là biết sao em biết sao chị không chút mắt ra sau rồi chị lấy nhiều keo quá, lấy keo em lấy một lượng này nó vừa đủ rồi, là phải đặt ra này chấm vào đây này chấm vào đâu đấy, lấy một điều này chỉ để chấm keo thôi để không nhìn thấy cái cục xong này cho nó bết lại hết được nhau. Đây là phải xiên phải thay cái này lắm ấy, vì nó dính nhiều keo lên đây và sao chị dùng cái này mãi nó vẫn mới. Em người mua cả một đống 50 cái một lúc người dùng dần không, cũng khó, cũng hồi xưa đi nối mi cũng khó, cũng không được trong cái này. Bây giờ là kể cái lông mày đúng không? Đúng rồi, em cứ gọi cho. Cái chị ngọt thế chị khó khỏe lắm. Bao giờ nhá, bao giờ cái chị ấy, chị với lông mày ấy thì phải bóc nó dài dài ra. Các chị ngọt cho nó thoải thoải cho thoải. Ấy mà đều cầm cái chỉ của chị rồi đúng không? Cái chỉ của bắt đầu đây này. Nó còn trong đấy đấy. Được. Đây có một cái nhỏ. Có một cái này này, chị lấy thì vừa lôi ra mà. Chị cũng biết là chị thấy mọi người gọt dài dã man nhưng mà tiếc. Không, nhưng mà thế vẫn dễ vẽ. Chứ còn chị gọt ngắn này nó bị tù ấy, thấy chưa? Này, thế bị tù không? Tù này bị khó vậy, cái này. Nó bị khó. Mà cái này là mỗi lần make up là đều phải gọt đúng không? Ừ, có bình thường có những khi mà make up phải gọt. Vẽ xong rồi gọt đi 2-3 lần nên vẽ xong cái lông mày. Thì mình vẽ xong nó lại tù mà. Mình cũng sợ nó đẹp nhất thì mình gọt đi gọt lại nhiều lần chứ. Đấy, còn mình là gọt một lần vẽ kiểu 5 ngày. Thế xong rồi đến khi vẽ nó không thể ra được cái nét. Đây này, thấy không? Này, chỉ cần hơi chéo chéo cái này nó vẫn ra này, thấy chưa? Nó vẫn mảnh chưa? Đó. Chứ còn để kia cứ tù nó khó vẽ lắm. Này, chị cũng chị yếu. Này, mỗi cái chỗ cũng này không có lông mày đi ra tầm 2 cỡ là được. Nó còn lên... Còn cái 2 cái đầu của cái này, vì cái đầu chị yếu mà. Đúng rồi, 2 cỡ đầu đang yếu mà phải lên dài chứ. Tại kiểu chứ không dứt khoát được ấy. Ừ, đúng rồi, phải dài cái tay ra thì nó mới lên dài được. Nó mới đứng một nửa thôi thôi. Ừ, rồi. Nó cứ bị chêm chêm. Một nửa. Cái mặt thơ của quay sợ quá. Không, đi vào là thấy mỗi cái. Không mỗi. Giống mỗi. Giống mỗi thôi đấy, bên này. Chứ bình thường là bên này chắc bị căng. Đấy, bình thường cái đuôi của chị mà không vẽ kiểu bay bay được thì chị cứ kéo này, rỉnh này, kéo xuống này. Chêm chêm vào này, kéo gặp thôi, cứ gặp xuống thôi là nó không được, thấy chưa? Đó, mình kiểu này cứ kéo gặp ra này. Kéo, bắt đầu từ đỉnh này, kéo xuống này, gặp ra cho ăn ra cái đuôi này. Đó. Đó, xong, bây giờ đến mắt. Mắt thì... Đây này, dùng luôn cái này lót mắt đi chứ gì nữa, đang bao nhiêu kim liền đấy. Lót à? Lót đi cho nó bám, cho nó ăn đi.
mấy bảo mắt của chị đều thiếu một nhấn nhỉ? Một nhấn là một đậm á? Ừ đúng rồi. Đây là một đậm với mình. Đấy, đến đây thôi. Bạn này không dùng bao giờ. Ừ hoặc là hai màu này nhấn được này, mấy màu này nhấn được này. Nhưng mà không có chị thì nó bị đậm. Chứ bao giờ dùng. Nhưng mà đúng là kinh lắm á. Nhưng mà thật ra mấy bộ này nó đều có cái nhũ của chị hết rồi. Chị không cần dùng đến cái bảo mắt. Này ở đây đầy nhũ rồi. Nhưng mà bình thường cũng chỉ là đánh mỗi màu này đúng không? Là bao giờ vẫn phải nhấn thêm này, đi là vẫn phải thêm cái này này. Thì mắt nó mới sâu. Bình thường chị hay đánh lại đánh nhạt quá nên mắt chị nó không có chiều sâu. Mà chị hay bị đánh là mắt đã không sâu rồi xong rồi bị vẽ cái liner nó bị to ấy, nó cứ bị lộ một cái liner không rồi. Đánh vì lúc mới quay em cảm thấy một cái liner to không mà mắt nó không sâu đúng rồi. Nên là chị phải ăn thêm, giúp nhấn thêm một màu này nữa này thì nó trung hòa cái liner nhìn nó đỡ, cái liner nó bị to, cảm giác cái liner nó mềm hơn đấy. Không mà nhìn mỗi cái liner cứ to không mà mắt chẳng có màu được thôi. Đây bình thường là chỉ đánh mấy màu nhạt nhạt thôi đúng không? Này. Đấy là Gọi là màu đậm nhất trong mắt rồi đấy. Bình thường là chỉ đánh mấy cái này nền trước, xong rồi đến cái này hoặc cái này nhấn cũng biết nhấn hốc mắt rồi nhưng mà chắc là nhấn nhạt. Nhạt quá không thấy đâu này. Nhắm mắt này. Ta nhìn này, ta này cũng xoay tròn này. Xoay khá khéo lên này. Rồi mắt nó đụng, mắt nó bay thôi này, thấy chưa? Vì mắt của chị hơi sưng với là cái đoạn này to nên là đánh cao lên được đúng không? Đúng rồi, mắt của chị là phải đánh này nhấn cả hốc nữa rồi này. To này, kìa bên này, đó chưa? Tan vào bên trong nữa này. Thấy chưa? Đến này mà sao đang đánh cả khối đánh ở đây này. Nó có cái hốc mắt này. Đó, cho mắt nó đỡ sưng này, thấy chưa? Đó, đánh sâu vào bên trong nó cũng được, đó. Xong rồi bình thường ấy, nhưng có những người ấy, người ta tan đôi mắt á, người ta chỉ tan ở cái điểm tí tí thôi. Nhưng mà mắt mình to thì đang sâu vào trong. Đấy, mình đang nhắc không thôi vào giữa giữa này ta lên này bình thường không thấy mắt siêu nhạt đấy không chỉ vẽ liner vào là nhìn mắt chỉ trong thử chị không đánh bổ mắt mà chỉ vẽ một liner vì liner nó quá đậm nên mắt nó không thấy đúng không nên là nhấn một xíu mấy màu này vào xong rồi vẽ liner vào nó dễ hơn hoặc là nếu mà nhiều lúc nhiều khi không cần vẽ liner cũng được mà nếu mà thích chỗ nhấn thôi thì vẽ liner làm gì thì cũng sẽ phải nhấn đến cái màu đậm này đúng rồi đấy thì nhìn nghe nhiều khi nhá chỉ cần đến rừng đến điểm này này thì chị vẽ liner vào nó mới fit vào cái liner của chị này nó vì cả cái khúc này nó có màu này xong mình vẽ liner vào nó thì sẽ ăn thì cảm giác cái liner của mình nó hòa vượng vào cái màu mắt chứ không bị cái kiểu là hoặc là có những người ta vẽ liner ấy mà người ta vẽ liner đậm ấy thì cái liner người ta chỉ mảnh một đường thôi hoặc xíu xíu thôi thì nhìn nó tự nhiên hơn còn mình là phải vẽ liner to mà màu mắt không có gì ấy nên là đập vào mắt nó chỉ thấy một cái liner thôi cái liner nó phải ăn đúng rồi đó đấy này nó mình quay vlog này đi để lên hình đó phải chỉnh nó quay cái kiểu cốc thể hình đó phải chỉnh màu mắt màu mới đồ đó này xong rồi vẽ cái liner vẽ liner trước khi vẽ liner thì dùng bằng lần sau chị mua một cái chì màu đen đi này chị ơi cái chì của chị màu đen đi cho nó dễ thấy em hay hoa không ạ đấy khi mà chị đã vẽ được liner xong này rồi nhá thì chị tan cái phấn vào nữa nó hạn chế được cái việc mình dùng quá nhiều phấn lên mắt thì nó đỡ bị rớt đúng không xong rồi nó có cái sáp nữa thì bao giờ sáp nó cũng bám hơn là cái phấn của chị chứ sáp bao giờ nó cũng bám chắc hơn những cái tan bột bằng thế nào tan bột chứ bằng cái lông mày không mày em mà thế tính ra để chị dùng cái kẻ mắt treo bao giờ treo thì chả dùng đến đâu mình đã tan mà mình là liner của mình phải tan nó to nên không dùng mấy cái này đâu. Thế là dùng treo lúc nào giác cũng kiểu bị cứng đấy nha em chỉ nha khi mà chị vẽ cái này đúng không nguyên cái đường ở dưới này là mình giữ đi mình cho nó làm một cái đường nét còn mình tan á mình chỉ tan phía trên thôi là tan phía bên trên này thôi đó còn cái ở dưới là mình giữ nguyên cứ cho nó nét đi cũng được còn tan là tan bên trên thì là cái ta là cái hướng là ở dưới nó nét còn bên trên nó tan thấy chưa mà cái nét độ nét của cái sáp nó cũng chỉ là nét đùa phải thôi chứ không giống như cái gheo với cái bút nước đúng không đấy độ nét của nó rất là vừa phải nó không bị cứng thấy chưa bình thường chị cũng tan to cỡ này thôi thì đó thấy chưa không hề rớt một tí nào luôn mà nó có sáp ở trên nữa nó bám từ giờ đến tối từ giờ đến đi đến mai cũng được nữa thấy chưa đó thích to thì tan to bé thì tan bé thôi đường dưới đúng rồi mình cứ để nguyên cái đường ở dưới mình đừng có tan ra mình tan thì khúc bên trên thôi chị đánh với chị hay đánh kiểu cái bụng của nó cao lên cao lên tí cũng được đúng không chị vẫn như thế vẫn giữ cái đường ở dưới đúng
co quá, một năm cũng co, không điều gì nữa. Nhưng mà gọi đếm là mình lau cái chỗ phấn đi hay là mình đè một cái lớp màu lên? Đếm được cái nào? Đấy, ví dụ như cái này là lau phấn đi. Không, chẳng phải lau đâu, là mình đi lại cái đường liner của mình cho nó nét thôi, chứ cũng chẳng phải là lau hay gì đâu. Mình đi lại tí xíu xíu cho nó nét thôi, không lau cái gì đi đâu. Chấm hơi nhiều nhá, chấm hơi mạnh tay. Nhưng mà khi thấy không? Thấy mà đánh vào bên trong là nhìn mắt nó thả không? Thấy chưa? Nó chỉ nhấn đúng cái nửa này là nửa sau rồi đúng rồi. Một nửa thôi chứ đừng có đi lên ở bên trên nhìn mắt nó thả không? Mất cái mí ấy, mất cái mí ấy. Tan nhá, nhưng mà khi mà về đuôi ấy là phải vắt ra thì nó mới có độ bay. Nhưng mà về đuôi mà vẫn xoay tròn là cái đuôi nó bị tù, đuôi mắt ấy. Khối mắt ấy nè, về đuôi là phải kéo ra thì nó mới bay được. Còn đuôi này, chị đang có thao tác xoay tròn này, thấy cái đuôi nó bị tù chưa? Thấy chưa? Đúng rồi, thấy chưa? Nó bị hình tròn. Về đây này, về đây nó đầu kéo này, nó kéo ra, mắt nó mới bay được. Ngắn thế này thôi đúng không? Ừ, xong rồi tí mình tan ra nữa là nó vừa. Mình chỉ ăn, mình chỉ phải, nếu mà chị mà vẽ dài luôn nữa thì nó dài bằng luôn rồi, thì tí nước độ tan nó không đẹp nữa. Đúng không? Cứ vẽ tan lên trên. Ừ, tan lên trên rồi. Tan lên trên rồi. Tan gốc cái gì này, đúng. Tan xong kéo cái đuôi ra tí nữa, ăn ra thêm xíu nữa là nó mềm đuôi hơn. Đấy, nếu mà đuôi muốn nghe hiệu ứng mà nó nét như bên này thì lấy cái này đém làm tí nữa, tôi nghe cái này đó là nó nét luôn. Em có coi thì nó cho mấy túi xin hết. Nó cứ một đi coi nó cho một cái túi này à? Đúng rồi. Ở nhà thì một đống luôn đấy. Em thấy mình cái tiền túi này là thất bao tiền rồi nhờ. Ừ, giống kiểu bên Mỹ Suệ, cũng hay phải cho cái túi này nhờ. Ừ. Nhưng mà chị thích nghe mình không nét xíu này nè, trong mắt nó sắc hơn thường nè. Đấy, đi, đúng rồi. Lấy cái gì thôi, đúng rồi, lấy cái gì thôi, đúng rồi, đó. Nha, bao giờ chị di ấy, chị di cái cọ nha. Kể cả anh vẫn mắt ở đấy nhiều khi nha. Chị là di này này, cứ nhắc lên nhắc xuống luôn, tại vì đứt đoạn. Nhìn em di nha. Em giữ quyền trên da rồi, em không nhắc lên đây rồi thì nó sẽ không bị đứt đoạn. Còn gì ấy, khi mà cứ chấm nó không bị đứt đoạn. Bây giờ gì này, tự chắc cái đây gì không được đứt đoạn hết. Đánh bổ mắt mình thế. Đúng rồi, giữ lên, đúng rồi, giữ lên gì đó, thấy chưa? Không bao giờ đứt đoạn luôn, đó. Chắc thêm bên em một tí nữa cho nó này, em xuống này. Đó, nếu mà bình thường độ đậm nhạt hay không là chị quan trọng là vào cái màu nhấn này thôi. Còn các bạn có cái liner tặng cái khuôn đắn chị rồi. Còn bây giờ thích đậm thì cái nhấn đen vào thôi là được, đúng không? Thì cái bột, cái sáp này nó an toàn, nó sẽ hơn cái gel với cả cái giả này. Ừ. Dễ bị lên. Bây giờ đậm nhạt hay không là do mình, mình thích nhấn nào thôi. Nhưng mà chắc bình thường chị cỡ này thôi mà. Chị cũng không đi đâu nữa mà làm đậm quá đâu. Đậm quá là cũng mới cắp rồi. Đây nha, thì khi mà chị vẽ một mắt đúng không? Này. Chị vẫn thùng cái màu nâu này. Mà cọng này luôn hả? Ừ, thì đánh được lưới này cho dễ nè. Đánh này. Đánh. Đánh nguyên cái màu mắt ban đầu ấy. À. Thấy không? Đánh này. Đánh nguyên cái màu mắt này. Thấy chưa? Màu nhạt nhất thôi. Xong. Xong mà sau khi mà đã xong được cái đường này, không có đường nào thì có cái cọ nào thì lên lên. Thấy không? Bé luôn hả? Đây, cọ này đi, cọ này. Đây là coi như là mình đánh phân mắt đi nha. Màu ban đầu màu nâu nãy á. Xong rồi. Mình đánh trắng cái phần bên trong đi. Đúng rồi, nó sẽ lòi bọng mắt ra. Mình chưa chứ mình không phải mình lấy cái bút để mình vẽ một cái đường nữa nó bị cứng. Đúng không? Nhưng ta như này nó sẽ mềm hơn. Thấy chưa? Nó giống kiểu đánh highlight. Đúng rồi. Mình làm sáng cái đường này lên. Đó, lấy cái bọng mắt lòi ra dần chưa? Mà nó tự nhiên chứ không phải lấy cái hai cái chỉ vẽ mày xong rồi vẽ hai cái đường ở đây đâu, nó bị cứng lắm. Thì mình sẽ tạt xuống cái này này. Trời ơi, đúng rồi. Tí xong rồi chấm ở đây. Đấy chỉ là nghĩ mình nếu mà thấy nhạt quá mình thêm mà thôi. Chứ còn vẽ như này nó sẽ mềm hơn này. Bút vẽ bọng mắt đi. À bút anh nhũ đi. Cái bút nó gọi là bút vẽ bọng mắt đấy. Chẳng gọi là vẽ mắt này, nó là nhũ cái gì đâu. Nhưng mà mấy cái nhũ này chẳng xinh đâu. Anh Quân chỉ thấy xinh không? Chứ em thấy cứ dùng cọ dùng mấy cái nhũ này đi là ok ấy. Nó không. Đó, thấy chưa? Xong rồi tí nữa thích thì
thì những loại nếu mà muốn kiểu tây tây thì là kiểu này là bớt nhũ lại, còn nếu bling bling thì thêm nhũ hoa to vào thôi. Nhũ hoa to là cái nhũ như này. Ừ đúng rồi. Nhưng mà thường chị cũng đánh nhũ hoa hạt mịn trước nhá. Dạ vâng. Bao giờ cũng đánh nhũ hoa hạt mịn trước, xong rồi thì bắt đầu cho cái nhũ hoa to vào thì hiệu ứng sẽ đẹp hơn. Chứ còn nếu mà đánh mình hạt to không nó bị trống 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 ấy. Cái hạt to thì hiệu ứng phát sáng nó tốt hơn. Đúng rồi. Nhưng mà chỉ dùng để nhấn kiểu bling thôi chứ không. À có cái này. Cái bling à? Này thì phải đánh người đấy nhờ, đi đánh body ấy, body ok đấy. Mọi người thấy không? Cái này đánh mắt, kiểu đánh đầu mắt, đánh điểm bling bling thường á. Cái này hoặc là cái bảng những cái xinh lắm này, bảng những quả chị bảo chị chả bao giờ dùng đến này, bảng những quả xinh lắm đấy, bảng màu đen đen này. Không bảng những quả xe em mà màu đen đen lắm này vừa lấy ra này. Này, hạt mịn cái này, đánh hạt mịn trước này, không nhấn hạt to lên đâu này. Đó, nhấn hạt to lên. Cái hạt to là cái bảng này có cái ờ, nhưng mà nó là màu hồng rồi, chỉ là nghiêng hồng thôi. Nhìn hồng, cái này ừ, đúng rồi, nó nghiêng hồng tím tím rồi. Thế bằng mắt chỉ cần thế này thôi đúng không? Ôi dồi, mắt thừa dùng rồi chứ. Thừa, chẳng qua nếu mà muốn muốn đen hẳn mà đúng nghĩa đen thì không có. Khói thì... Ừ đúng rồi, đúng khói không có. Cũng không dám tự tẩy khói bao giờ. Đúng rồi, cái người nó hơi... Hơi mạo hiểm một chút. Mạo hiểm. Đấy thôi, cái này thôi, cái pin là ok. Đấy, chỉ đeo mắt đi. Là cái màu mắt mà đầu tiên mình đánh ấy. Đấy, đánh đầu đấy thôi. Cái này nó xuống xuống. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, xuống kỹ. Thôi nhưng mà từ từ, cái này hơi đen đấy, hơi đen. Cái cọ đấy ok lắm, cái cọ đấy chỉ chuyên dùng để đánh vào mắt đấy, là hợp lý đấy. Cọ là cọ thất sủng trong bộ cọ nhá. Đây là cái... Em mới phải mua một cái này, em mới phải mua một cái kiểu này thế nào đấy. Để đi đánh vào mắt đấy. Nhưng mà bao giờ Sephora cũng xịn hơn, cũng mềm hơn này. Này, nó mềm. Nên là cọ lại to hơn. To hơn tí. Nó kiểu nó trụ hơn. Chứ nó không bị dẹp dẹp như này. Có nhiều giá một mắt nha, còn bình thường là kiểu mấy mà cái bọn đầu in ấy, nó về một mắt. Cái phần khúc sau này nó phải đi sẵn không dưới luôn nè. À, kiểu mở đúng rồi, mắt đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy cái đấy chị lại cái ứng hợp với chị đó đúng không? Cái đấy kiểu nào thích cái lạ lạ để làm. Làm cho nó hay thôi. Nó nhạt đấy thế. Mà bình thường chỉ thế này thôi đúng không? Nó đậm hơn. Đó là tại bên này đánh nhũ nữa. Mà bên nhũ đi dẫn được gài, cỡ này đi là ok nè. Ừ, không phải cỡ này chứ. Dẫn gài thì tự mới cắp mà đúng không? Đúng rồi. Thế nhỉ, xong lấy cái nhũ lấy cái nhũ. Nhũ là lấy cỏ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây, đến cái này để cho nó bằng nhau. Kẹp mi. Mi là sao? Em chỉ bình thường chỉ tự kẹp mi cũng ok mà đúng không? Cong không? Đi dẫn nhất cũng không gắn gì hả? Không gắn không? Đi dẫn là chị sẽ để mi trơn như này, xong đến giả. Đi dẫn 30 phút đấy. Thế xong rồi dán xong về tháo là không nó không bị nặng mắt. Hoặc không thì dạo này chỉ có dùng cái này TikTok again. Với cái dán mi dưới. Trên mà trên đuôi thôi đây thì thấy trên đuôi đấy. Trên cả bộ đấy. Thế sao không gắn nguyên hàng cho nha anh? Gắn nguyên hàng chị gắn không đẹp. Không lên được nguyên hàng đi. Chút sát ở trong chân mi đúng không? Xong chị bỏ ra. Đừng có chút hết, chút bình chân rồi. Đúng rồi, bình chân rồi. Xong chị lấy ra vài phút cho nó khô khô đi đã. Xong hãy chút lên cái đầu. Chứ bây giờ nếu mà chị chút cả cái đầu luôn nó bị nặng, nó bị đè xuống đấy. Đúng rồi, nó không cong lâu. Đúng rồi. Đấy, chút xong cái dưới hoặc là lấy kẹp bên kia xong. Đi kẹp cái bên kia xong rồi mới. Này cái nhỏ nhỏ này là để mọi người chút vào cái chân này. Này. Em nghĩ là em tận dụng cái này để chút chân đấy, nhưng không biết mọi người thì sao này. Nè, nhìn nè, thấy chưa, đi sát vào trong chân này. Nhưng mà thấy cái này hiệu quả nó không cong ấy. À không, nó vẫn cong mà. Mà chị kia, chị đi sát vào trong chân rồi. Đó, còn giữ cong đấy, giữ lâu ấy. Một cái kia để chút cái đầu. Cái kia để chút cái đầu. Nhưng mà cái cọ này nhỏ không nhỉ. Trong một tí thì thôi lại chút cái đầu luôn đúng không? Ừ, đúng rồi, chút cái đầu thì nó đỡ bị nặng. Thế mọi người cứ cố mà không là tơi ra ấy. Đúng rồi, tơi làm gì, chẳng cần tơi, mình muốn bết cũng được ấy, cho nó lên hình. Cái ngồi lên hình cho nó dày ấy. Nhìn chút phải bết đấy. Thế không có nhu cầu chút tơi đâu, tơi làm gì.
cái nít trước cong đúng rồi. Cong cái ngọn trước. Chân. Thơm thế, mình vừa lên thơm. Sắp chịu co đấy à? Nhưng mà cái đấy nó hay bị ấy lắm. Chui à? Nó bị khó đánh, ý là kiểu khó tan à? Đánh xong lì quá. Nó lại không kiểu lì như kiểu xăng tin bình thường, mà nó lại là lì kiểu phải lắc lên ấy. À thế à? Ừ, sau này nó có cục sắt bên trong. À thế là vừa nói khó khăn. Đây là gì em ấy à? Khi mà chị em đánh cọ nào đấy, cọ cọ của em. Là... những cái cọ bông tròn này, cọ nhấn mắt này, lấy cọ mua chị mua thêm cái cọ nhấn mắt này này. Đấy, cái cọ này. Cái cọ nó to bằng ngón tay nhưng mà nó cũng tròn mà nó to. Không, cọ nó khó đánh lắm, như kiểu cái to đùng kìa đúng không? Kiểu đấy, kiểu này. Khó lắm, khó đánh lắm. Khó lắm. Khó mà sao to này làm mà tan được. Này, nhìn nó tan cọ này cực kỳ dễ luôn này, cọ này nè. Đường chị muốn tan đúng không? Thì này, chị đóng đúng này, từ đỉnh môi này, hai cái đỉnh môi này đóng đúng này. Chị vẽ một đường ngang ngang này. Đó, vẽ một đường ngang ngang này. Đó thấy chưa? Xong bắt đầu đỉnh môi này, chị cũng vẽ hai cái đỉnh môi này, vẽ hai đỉnh môi này, đó, ta bắt đầu nối vào, mà tao thấy chưa? Này đó là đúng là luôn là cái môi cân nhất, là không bao giờ có sợ cái môi lệch hay gì cả, thấy chưa? Cứ đóng này từ hai đỉnh môi đóng xuống, vẽ ngang một cái, xong rồi tan hai đỉnh môi lên, xong bắt đầu nối bốn điểm vào, là xong, thấy chưa? Nhưng mà bao giờ vẫn phải dùng những cái cọc bông tròn này thì tan cái viền môi nó mới đẹp được, này, tan này, nối này, nối từ dưới nối lên này, nó cứ nối là thôi. Đó, cái hiệu ứng nó cũng khác, thấy chưa? Đó, nối tiếp từ cái phần này, nối vào. Đấy, nối một cái xong rồi thích thì lánh lòng mua phát là xong rồi. Đúng rồi. Hết rồi, còn cái này. Lấy thử này nè. Thử xem xém đi hợp không? Thích được. Em mà cái chất đấy thích nhỉ? Chất này thích hơn, chất cũ, chất mới này, màu này mới mà, bạn này mới ra mà. Lòng ngơi này. Ừ, lòng thôi. Lâu lâu cho xém đi xem hợp không? Nó lạnh thì vẫn ok, hồng lạnh thì vẫn ok. Được mà. Nhưng mà là chị có chỗ này thì đánh chèn xuống dưới này. Còn đúng hai rồi. Bên này thì đánh gọn gọn. Hai bên thì còn gọn thôi, vì hai bên của chị đúng rồi. Anh ở trên đấy. Đúng rồi, lan ở trên thôi, của chị hơi thiếu ở trên thôi, chứ không thiếu ở dưới đâu. Đó, chắc lan bên này đó. Đúng rồi, thiếu thôi. Chứ còn ở dưới mà đánh ở hai cái bên này mà đánh tòe lên, nó bị tòe cái môi này. Đấy, cái này thì cái đám môi nó nhọn, nó dày cỡ này thôi này, hai bên nó vẫn gong gong, nó đẹp hơn. Em cũng là hai đẹp hơn. Vẽ cười nó TikTok rồi đó. Vẽ thử lên nào, em thử vẽ thử lên nào. Thế nào, thêm môi đường lên. Thử nó. Mở ra là thấy. Mà đúng là kiểu, mấy cái TikTok chỉ 50-50 lắm. Đúng rồi, với lại chỉ dùng đuôi lên hình thôi, chứ làm sao mà được. Đấy, thêm má, thêm miếng quả nữa là ok. Cho tí má vào cho nó tươi tươi. Thêm mặt thứ. Em là chị chắc không cần đến dùng đến cái lót này đâu. Không, đã mua kem chống nắng đủ với lót là gì. Cái lót này là cái lót có nhiều silicone lắm để cho nó mịn ra, nhưng mà dùng mà nó chưa hết nền. Nhìn không ai giận mình ấy, nhìn không có hồn nhưng mà không phải mình nhìn tình lắm. Mà cũng không bồn, chỉ có kiểu em hay make up được. Dùng hàng ngày thế, dùng được không lắm. Chắc chị mua cái bảng nhỏ cũng được. Đúng rồi, giúp cái em cái bé thôi, bằng cái lòng trong này này, đúng cái này này, đó, nó tiện. Ta tính ra mấy cái đồ này toàn là đồ đi xin được người ta tặng. Này, giả cứ đánh xong liên quan một cái story được rồi. Anh đây chưa xong, chưa xong, hỏi cái. Xóa được, xóa được. Gì nhỉ, chưa hỏi đó nhỉ? Cái này nhờ? Dài rồi. Đúng rồi. Đây gọi là
nếu mà bình thường mà muốn đưa khối đợn thêm thì cứ dặn thôi. Đúng rồi, dặn thêm phấn vào nữa nhưng mà phải đợi phủ phấn xong nhá. Ơ thêm phủ không được không? Ý là phủ phấn xong thì mới dặn, ý là nói thế. Chứ còn chị mà phủ khối luôn luôn cái lên luôn cái màu khối kem nữa là nó biết lòi luôn ấy. Là biết lắm, không xử lý được đâu. Nhưng mà bao giờ em cũng vẫn thích dùng khối kem. Hồi hiệu ứng cái khối kem ấy nhìn nó tiềm màu da hơn. Đúng rồi, ấy chỉ nhấn nhấn thêm một chút. Đúng rồi, nhấn nhấn rồi. Nhìn nó cái hiệu ứng nó khác. Không cái kia là thành cái này, này này. Nên bảo sao nhiều cái không kỹ rồi là lên nước bị bên Thái Lan ấy, là tham đánh đậm ấy. Đúng không? Mặt chị đã tham muốn đánh đậm rồi mà không kỹ mà nó cứ bị gì cứ bánh. Đây là bánh gì? Bánh bột lọc. Nhân tôm thịt. Nhân tôm. Mang ở Hà Nội có hay là ở đây? Mang từ Thanh Hóa vào. À bay máy bay hay gì hết rồi. Ấn là điểm là ở Thanh Hóa đúng không? Thế có gần nhà Đỗ Hà. Không gần lắm nhưng mà cũng bay đi Tây không? Tết là cũng về ăn Tết. Đây là góc này. Mời mọi người. Không nhỉ? Ừ. Mà em ăn này cũng được nhiều nhân đấy. Bánh bột lọc thấy bị bé ngắt quá, ăn ít nhân lắm. Đúng rồi, bánh mà nhiều bột nghĩ này ăn này là gì? Dấu hiệu của một buổi make up thành công đó chính là tay cũng phải bẩn nhé. Lúc nào tay cũng phải bẩn, bàn phải lộn xộn. Nam, ra đi chào. Chào. Đánh nốt đi. Không, đánh giá vào năm 1 bán ngày 1. Ôi thế? Tôi biết ngay gặp nhau 1 đầu tháng hoan hỉ rồi mà. Hoan hỉ, hoan hỉ, tháng 1 gặp nhau sáng sớm. Sáng sớm xinh đẹp. À, đây chào mọi người. À, dưới trong con một lần nữa thì đây là bạn Điệp nhá. Điệp có lớp makeup đúng không? Đúng rồi. 348 Mỹ Vân Đồn. 348 348 ạ. Đúng rồi. Phường 1. Mỹ Vân Đồn. Đây là ở chung cư Vạn Đô. Vạn Đô. Đấy nên là mọi người nếu mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với Điệp. Mà đây là Sài Gòn nhá. Tinh Sài Gòn. Nhiều người hay bảo Hà Nội lắm. Nhiều người hay book makeup các kiểu thôi. Xong rồi nghe giọng cũng mọi người cũng nghĩ là Hà Nội mà đây là Sài Gòn nha. Bye. See you. Đấy bây giờ mình sẽ đi về đây. Bye mọi người. Các bác, tôi đã về đến nhà rồi đây. Đây là layout make up ngày hôm nay. Rồi là son đã trôi rồi. Hôm nay thì cũng không có gắn mi, nhưng mà trông lớp nền cũng như là má. Bên này của Điệp đánh thì đẹp hơn là bên này của mình. Bởi vì là mình mới có dành một buổi thôi. Một buổi có 2 tiếng cũng chưa có nhiều ấy. Nên là chắc là mình phải thêm một thời gian nữa. Kiểu vì là make up mình đã quen tay rồi, mình đã quen một cái kiểu đánh đấy rồi, mà bây giờ thay đổi một chút thì dù là một chút thôi mà vẫn cần thời gian để kiểu làm quen ý. Nên là chắc là mình cũng sẽ phải mất một thời gian để mình tập lại. Mình make nhiều lần thì mình mới nhớ lại những kỹ thuật mà chết rồi mình đã quên một chút. Mình hy vọng rằng là mọi người cũng có thể tham khảo những cái bước này, những cái kỹ thuật kiểu đánh như thế này. Và hôm nay thì sau hôm nay thì chắc là mình sẽ phải mua thêm một số đồ nữa. Thực ra là bình thường mình nghĩ là mình đã make up rất đủ bước rồi, và những cái hôm mà mình quay lên thì cũng là đã rất là chỉnh chu rồi. Nhưng mà thực ra là nó vẫn còn thiếu rất nhiều ở đó. Đây là để có một cái look mà nhìn nó hoàn chỉnh nhất và nó ok nhất khi đi ra ngoài. Thậm chí là nếu muốn đậm hơn để đi event thì mình cần phải có dành nhiều thời gian hơn. Và mọi người không được đốt cháy giai đoạn đâu nha. Nên là bình thường mình mà make 30 phút là rất nhanh rồi. Nên là mọi người đừng có kêu là lâu nữa. Bình thường hôm nay make là phải 2 tiếng kiểu đó. Phải 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì mới gọi là hòm hòm. Và mình nghĩ là video này cũng đã rất dài rồi nên là mình sẽ dừng ở đây. Một hôm nào đấy thì mình sẽ làm thử lại một cái video, một cái vlog make up sau khi đi học về, xem có khác gì không cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận đây. Này đó mọi người, hẹn gặp lại mọi người những vlog lần sau. Bye bye.